Bung hang vốn không phải là chuyện hôm nay mới kể. Những tình huống éo le của người giao hàng khi bị bùng đơn đến cả triệu đồng vẫn được dân tình chia sẻ hàng ngày, hàng giờ trên khắp mạng xã hội. Mới đây lại tiếp tục một vụ bùng hàng giữa đêm khuya khiến bất cứ ai chứng kiến đều cảm thấy xót xa cho chú shipper lớn tuổi này. Xuất hiện trên mạng xã hội là bài đăng của bạn M chia sẻ về việc chú shipper lớn tuổi bị khách hàng bùng đơn đặt hàng hơn 500.000 đồng để nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo người dùng mạng. Theo thông tin từ bạn M, thì chú đã nhận đơn và giao đến đúng địa chỉ vào lúc 23 giờ, nhưng khi gọi thì khách lại khóa máy. Khách hàng không liên lạc được, tổng đài thì hết giờ làm việc. Chú shipper lớn tuổi hỏi thăm người xung quanh về thông tin người đặt hàng, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì. Đến cuối cùng, đơn hàng hơn 500.000 đồng của chú đã bị người ta bùng một cách vô ý thức như vậy. Ngay sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, dân tình đã đồng loạt chỉ trích hành động bùng hàng của vị khách trên. Số tiền 500.000 đồng tuy không quá lớn, nhưng với một người làm nghề shipper thì đó có thể là cả một ngày công của chú. Đây không phải là lần đầu chuyện bùng hàng được chia sẻ trên mạng xã hội. Thực tế là đã có quá nhiều lần dân tình chứng kiến hình ảnh những shipper phải ngồi ven đường ăn bánh pizza, mì, bánh kem hay uống trà sữa vì bị khách hàng lật lộn. Dư luận cũng đã nhiều lần lên án hành vi này, nhưng chẳng hiểu sao nhiều người vẫn cứ thản nhiên đặt rồi bùng như vậy.